Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-tung ngày 7 tháng 6 đã nhóm họp với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul chỉ hai tuần sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Mỹ ngày 21 tháng 5. Quan chức hai bên lên án mạnh mẽ hàng loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên gần đây, nhấn mạnh về sự đối phó chung của Liên quân Hàn Mỹ. Thứ trưởng Cho cho biết hai nước nhất trí tiếp tục duy trì vững chắc trạng thái sẵn sàng đối phó đồng thời tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân và năng lực răng đe mở rộng. Bên cạnh đó, hai bên quyết định sẽ thúc đẩy trao đổi chiến lược, bao gồm cả việc tái khởi động nhóm tư vấn chiến lược răng đe mở rộng EDSCG, song song với thảo luận cấp bộ trưởng và thứ trưởng. Những nội dung đã được nhấn mạnh trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước cảnh báo, cộng đồng quốc tế sẽ đối phó cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bình Bắc Kim Jong-un chấp nhận đối thoại thay vì hành động khiêu khích nguy hiểm và gây bất ổn. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép với miền Bắc. Mặt khác, Seoul và Washington vẫn tái khẳng định sẵn sàng viện trợ nhân đạo để Bắc Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19. Trong ngày 8 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao hàng Mỹ-Nhật sẽ họp tại Seoul. Trong bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Trung ngày càng sâu sắc, nga và trung quốc đang phối hợp chặt chẽ trong vấn đề ukraine thì seoul tokyo và washington đang đẩy mạnh phối hợp hơn trước thể hiện ở một loạt các cuộc họp của trưởng đoàn đàm phán hạt nhân cho tới cuộc họp thứ trưởng ngoại giao